chiến tranh đặc biệt. Đế quốc Mỹ quyết định đưa quân Mỹ vào trực tiếp tham chiến ở chiến trường miền Nam, đồng thời dùng không quân và hải quân mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ nhằm tiêu diệt quân giải phóng, bình định miền Nam, phá hủy và uy hiếp tinh thần cách mạng của nhân dân Việt Nam. Đứng trước tình hình đó, Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 3 năm 1965 quyết định động viên quân và dân cả nước phát triển thế chủ động tiến công địch, nhanh chóng phát triển bộ đội chủ lực, tăng cường sức mạnh quốc phòng, tranh thủ giúp đỡ cao nhất về mặt quân sự của các nước anh em. Thực hiện nhiệm vụ chiến lược trên, ngày 15 tháng 5 năm 1966, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị phê chuẩn nhiệm vụ thiết kế xưởng sửa chữa đại tu pháo cao xạ X-25 với nhiệm vụ sửa chữa đại tu 125 khẩu pháo cao xạ 100 ly, 125 khẩu pháo cao xạ 57 ly và có thể sửa chữa được pháo cao xạ 37 ly, súng cao xạ 14 ly 5. Để đáp ứng với yêu cầu chiến đấu của ta, sau quá trình xây dựng và phát triển, ngày 4 tháng 4 năm 1968, Tổng cục Hậu cần đã ký quyết định số 56TM thành lập xưởng sửa chữa pháo X-25 với mật danh V-133, tiền thân của nhà máy Z-133 trực thuộc Cục Quân giới. Sau một thời gian làm mọi công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí lực lượng các phòng ban và tiếp nhận các công trình viện trợ từ Liên Xô, ngày 1 tháng 1 năm 1969, nhà máy sửa chữa đại tu vũ khí khí tài V-133 chính thức được thành lập, đánh dấu sự ra đời của nhà máy sửa chữa lớn các loại súng pháo phục vụ chiến đấu. Ngay sau ngày thành lập, nhà máy tập trung sửa chữa súng pháo khí tài quang học và sản xuất phụ tùng chi tiết phục vụ cho việc sửa chữa và tiếp nhận vật tư máy móc do Liên Xô tài trợ. Nhà máy được Liên Xô viện trợ cho là cái gì, là một hệ thống dây chuyền sửa chữa tất cả các loại vũ khí pháo cao xạ và pháo mặt đất và khí tài quang học. Thế thì như thế là có đến hàng nghìn tấn thiết bị gia công thông dụng cũng như là chuyên dụng được chuyển về, và đồng thời là có đến hàng tấn tài liệu, quy trình công nghệ và tài liệu sửa chữa để giúp cho khi hình thành nhà máy này thì có thể sửa chữa được những loại vũ khí sau đây: 12 ly 7, 14 ly 5, 23 ly, rồi 37, 57 và 100mm. Đấy là đối với pháo cao xạ và còn tất cả những loại pháo mặt đất và khí tài quang học nữa. Tháng 4 năm 1972, để cứu vãn chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ trên chiến trường miền Nam khỏi bị phá sản, Nixon đã liều lĩnh mở lại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai, đồng thời răng thả mìn, thả thủy lôi, phong tỏa các cảng và dọc duyên hải Bắc Việt Nam. Để đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, máy móc thiết bị, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban giám đốc, một số các bộ phận sơ tán về các địa phương ở tỉnh Hải Hưng cũ, còn lại một bộ phận bám trụ tại nhà máy, vừa thực hiện nhiệm vụ sửa chữa vũ khí, vừa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nhà máy. Mỹ ném bom kho xăng nước nhà, thế là cạnh gần nhà máy rồi. Thế sau đấy khi đánh vào đấy thì là như thế là tên có cái mệnh lệnh là phải sơ tán ngay, phải sơ tán ngay. Thì nhà máy trước đấy cũng đã có chuẩn bị cái địa điểm sơ tán, nhưng mà sau đấy là sơ tán ngay về ba huyện của tỉnh Hưng Yên. Cái địa điểm thứ nhất là cái thôn Hành Lạc, xã Tiên Tiến, huyện Văn Lâm. Đấy là cơ quan đầu não của nhà máy cộng với tất cả các cái phân xưởng cơ khí. Còn cái địa điểm thứ hai là tất cả các cái phân xưởng sửa chữa pháo cao xạ thì đưa về cái làng gọi là Cẩm Quan ở Mỹ Hào, Hưng Yên. Đấy, đấy là địa điểm hai. Còn một bộ phận lớn về học sinh và huấn luyện thì đưa về huyện Yên Mỹ. Thì như thế là ba huyện. Còn lại một bộ phận nữa thì vẫn ở lại nhà máy, nhưng mà hàng ngày thì là đi sơ tán sang bên kia
sông Đuống. Tối thì về làm việc ở đây và tổ chức một trung đội đặt súng 14-5 ở trên đê sông Đuống để trực chiến. Tháng 12 năm 1972, nhà máy Z-133 bị máy bay chiến lược B-52 đánh phá. Một số công trình của nhà máy vừa được xây dựng lại bị phá hỏng. Việc sửa chữa vũ khí tập trung tại nhà máy gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần tất cả cho tiền tuyến đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, theo mệnh lệnh của trên, nhà máy đã tổ chức hàng chục đoàn sửa chữa cơ động đến các trận địa trực tiếp sửa chữa các loại súng pháo cho bộ đội yên tâm chiến đấu. Trước sự leo thang đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu cho lực lượng phòng không không quân sẵn sàng chiến đấu với những con ma thần sấm của không quân Mỹ, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề của nhà máy đã tập trung nghiên cứu, cải tiến dàn phóng tên lửa đặt trên ô tô, cải tiến súng 23 ly lắp trên xe lội nước, nâng cao khả năng chiến đấu cho bộ đội bảo vệ bầu trời. Lúc bây giờ do cái nhu cầu mà đánh thắng cái cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ thì có rất nhiều đề tài đột xuất đột kích. Đấy là những cái đề tài đột xuất đột kích của đối với nhà máy đặt pháo 23 ly lên trên xe lội nước. Mục đích của nó là để bắn cái là mình xong rồi là mình cơ động được ngay. Thế thì nó máy bay địch nó không thể đánh của mình được. Hay là cái đặt một dàn những cái hỏa tiễn để bắn lên xe hỏa tiễn để có thể bắn lên tạo ra một cái vùng khói để nghi binh là cho máy bay địch nó đến nó đánh đấy. Thực đấy là không phải là tân địa. Đấy thì cách làm như thế là thời bây giờ là rất là thường xuyên có những cái đột xuất đấy thì nhà máy tập trung vào khi có những cái đấy thì nhà máy tập trung vào để ngày làm đêm mặc dù là đi sơ tán nhưng mà vẫn phải làm ngày làm đêm để có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ theo cái kế hoạch của cấp trên. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Cùng với niềm vui chung của cả nước, cán bộ công nhân viên từ nơi sơ tán trở về nhà máy, bước tay vào xây dựng, khắc phục hậu quả của chiến tranh, tích cực sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng cho chiến trường miền Nam. Với sự giúp đỡ của chuyên gia Liên Xô, cán bộ công nhân viên nhà máy lại tiếp tục triển khai xây dựng mặt bằng nhà xưởng, lắp đặt các dây chuyền sửa chữa pháo cao xạ 37 ly, 57 ly và pháo mặt đất phục vụ kịp thời cho tiền tuyến lớn miền Nam. Công tác mà bảo đảm kỹ thuật và sửa chữa là nhiệm vụ chính của nhà máy, các loại súng pháo và khí tài quang học, rồi các bộ đồ A, C, E, F. Nói chung là cũng đang trong thời kỳ vừa xây dựng lại vừa chuyển về vị trí này, xong rồi vừa phải lắp đặt các máy móc thiết bị. Việc mà đảm bảo được cái đời sống và đảm bảo được cái nhiệm vụ vừa sản xuất sửa chữa là có nhiệm vụ rất khó khăn. Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng đất nước, xây dựng quân đội trong điều kiện đất nước hòa bình thống nhất. Cùng trong khí thế ấy, nhà máy đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về cơ cấu và tổ chức. Trước yêu cầu về trang bị vũ khí kỹ thuật, đặc biệt là các loại súng pháo cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, nhà máy tích cực chủ động trong sửa chữa các loại pháo tại nhà máy, đồng thời thành lập các đội sửa chữa cơ động đến các đơn vị ở biên giới, hải đảo và các nước bạn Lào, Campuchia để trực tiếp sửa chữa. Khi đất nước còn chiến tranh thì đã tổ chức các đoàn sửa chữa cơ động trực tiếp tại các đơn vị biên giới, hải đảo, trong biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam cũng như là tuyến đảo Trường Sa. Thì trong cái điều kiện mà khi mà phương tiện đi lại rất khó khăn và để cho đoàn sửa chữa cơ động vận chuyển toàn bộ số lượng vật tư, trang thiết bị, phụ tùng để lên sửa chữa tại các đơn vị. Với điều kiện thực tế của các đơn vị, số lượng vũ khí đã sử dụng cũng như trong huấn luyện, trong chiến đấu thì cũng đã hỏng hóc rất nhiều.
Trong điều kiện đó thì cán bộ công nhân viên nhà máy cũng đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu sửa chữa nhanh, đảm bảo chất lượng, trả lại tính năng kỹ chiến thuật của từng chủng loại vũ khí, và đảm bảo nhiệm vụ chiến đấu cũng như nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị. Năm 1978, tình hình biên giới phía Bắc có nhiều diễn biến phức tạp. Đối phương gây ra một số vụ lấn chiếm sang lãnh thổ Việt Nam để khiêu khích chiến tranh với ta. Bước vào năm 1979, đối phương đưa 15 sư đoàn áp sát 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn. Sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 1979, đối phương đã phát động cuộc chiến tranh xâm chiếm trên toàn tuyến 6 tỉnh biên giới phía Bắc của nước ta. Ngay sau đó, những người lính thợ của nhà máy Z-133 lại lên đường đến các vị trí tiền tiêu của Tổ quốc làm nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho súng pháo phục vụ chiến đấu, bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Có nhiều cán bộ, công nhân viên của nhà máy đã xung phong ra mặt trận để trực tiếp chiến đấu với quân xâm lược. Trong số đó, có tấm gương thượng sĩ Nguyễn Ánh Quốc đã dùng máu của mình viết đơn xin ra mặt trận. Những năm 1979, thì đối phương đã vô cớ tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc của nước ta. Thì chúng đã sát hại, rồi máu của đồng bào, của chiến sĩ nhân dân ta đã đổ. Thực hiện nhiệm vụ của cấp trên giao, thì nhà máy cũng đã tổ chức thành lập các đoàn công tác sửa chữa cơ động để phục vụ cho nhiệm vụ bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật, phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1986, nhà máy đã khai thác có hiệu quả các dây chuyền sửa chữa mà Liên Xô viện trợ, góp phần nâng cao năng lực sửa chữa các loại súng pháo của nhà máy. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chủ động tiếp cận thị trường để tìm kiếm sản xuất hàng kinh tế, góp phần ổn định và từng bước nâng cao đời sống cho bộ đội, công nhân viên nhà máy. Bước vào thời kỳ đổi mới, trước yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới, được sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhà máy Z-133 tiếp tục được đầu tư cải tạo hạ tầng, khu kỹ thuật, đầu tư chiều sâu công nghệ, từng bước nâng cao năng lực sửa chữa lớn vũ khí, khí tài. Trong cái thời kỳ đổi mới thì rất là cực kỳ khó khăn, cho nên chúng tôi cũng phải lãnh đạo anh em, nhất là về mặt tinh thần, phải xác định về mặt tư tưởng, phải xác định cái sự hy sinh và làm thế nào đó để phát huy được cái truyền thống của cán bộ công nhân viên, mà mình hoàn thành được cái nhiệm vụ trên bất kỳ khó khăn nào, cái gì thiếu thốn được, như cái việc mà sản xuất với việc sửa chữa, việc bảo đảm chất lượng vũ khí để cho người lính chiến đấu đạt hiệu quả cao nhất. Nhà máy cũng đã kết hợp các nguồn vốn tổ chức huấn luyện đào tạo cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân công nghệ để nắm chắc được các cái trang thiết bị công nghệ, và từ đó có thể là vận hành sử dụng một cách có hiệu quả. Trên cơ sở đó thì nhà máy đã chế tạo rất nhiều các cái loại vật tư mà trước đây phải nhập khẩu, như các loại máy ngắm của pháo cao xạ 37, máy ngắm của pháo 105, các cái loại hãm lùi đẩy lên của các loại pháo mặt đất, pháo trên tàu, pháo trên xe tăng. Nguồn bảo đảm vật tư phụ tùng cho sửa chữa các loại súng pháo ngày càng khan hiếm. Việc nhập ngoại nhiều chủng loại với số lượng nhỏ gặp khó khăn. Một số vật tư kỹ thuật các nước không cho xuất khẩu. Để khắc phục tình trạng thiếu vật tư phụ tùng cho sửa chữa, nhà máy Z-133 đã đầu tư về tài chính, kỹ thuật và chất xám, tập trung cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm chế tạo phục hồi được nhiều chủng loại vật tư kỹ thuật phù hợp với điều kiện và khả năng, kịp thời sửa chữa các loại súng pháo, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Vũ khí trang bị khí tài đưa về nhà máy sửa chữa thì ngày càng bị hư hỏng nặng. Thì trong khi các cái cụm nhóm mà thay thế mà được viện trợ trước đây chúng ta càng ngày càng hiếm, thì nhà máy đã được đầu tư các cái trang thiết bị mới, các cái phần mềm thiết kế cơ khí mới. Thì sau khi được đầu tư thì cán bộ kỹ thuật của nhà máy thì đã dần dần nắm bắt và làm chủ được các cái trang thiết bị, sản xuất được các cái cụm nhóm chi tiết mà trước đây chúng ta chưa sản xuất được. Ví dụ như cụm hãm lùi đẩy lên của pháo 105, cụm tời lòng của pháo 130, 146, hay là các cụm đổi thế của pháo cao xạ 57.
thì các cái trang thiết bị này thì đã phát huy được, và đây là cái cụm nhóm mà cần độ chính xác cao và trước khi đầu tư là chúng ta không sản xuất được. Thì các cụm nhóm này thì đã được đưa vào sử dụng và đạt các thông số kỹ thuật phục vụ cho sửa chữa lớn vũ khí tại nhà máy. Đứng trước nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, một số các quân binh chủng đã được trang bị một số những vũ khí khí tài, trang bị kỹ thuật mới, thì lực lượng vũ trang chủ yếu vẫn sử dụng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật có từ trước. Vậy, làm thế nào để sửa chữa phục hồi các loại súng pháo để tiếp tục biên chế cho các đơn vị làm công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc? Và làm thế nào để từng bước nâng cao đời sống vật chất cho người lao động? Luôn là những câu hỏi lớn đặt ra với Đảng ủy, Ban Giám đốc nhà máy. Được sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Kỹ thuật, những năm gần đây, Đảng ủy nhà máy tập trung lãnh đạo đầu tư về nguồn nhân lực. Cùng với đó là đầu tư các dây chuyền sửa chữa mới, hiện đại, phục hồi các loại súng pháo. Cùng với sửa chữa sản xuất, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, nhà máy tích cực tìm kiếm bạn hàng, sản xuất các mặt hàng kinh tế có giá trị cao, phục vụ nền kinh tế quốc dân, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, củng cố sức mạnh quân đội, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Thì Đảng ủy chỉ huy nhà máy đã xác định là phải quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các cái nghị quyết, chỉ thị và hướng dẫn của trên, đặc biệt là nhiệm vụ của quân sự quốc phòng, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ công nhân viên nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng bản lĩnh và làm tốt công tác tư tưởng để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và người chỉ huy, tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 để xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt cái công tác quản lý kỹ thuật và tiếp tục đầu tư trang thiết bị công nghệ mới để đưa vào sản xuất và áp dụng công nghệ thông tin và quản lý và tổ chức sản xuất, thực hiện tốt cái quy chế dân chủ cơ sở và phát huy tốt cái vai trò của các tổ chức quần chúng và phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng vành đai chính trị an toàn cho đơn vị và để phát huy cái tiềm năng sẵn có của nhà máy để tổ chức các mặt hàng kinh tế, xây dựng cái đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Nhiều năm qua, bên cạnh nhiệm vụ sửa chữa lớn, đồng bộ các loại súng pháo tại các xưởng, nhà máy thường xuyên cử những đội sửa chữa cơ động đi các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để trực tiếp sửa chữa đại tu các loại súng pháo. Là một trong những đơn vị pháo binh chủ lực của quân khu 3, Lữ đoàn pháo binh 454 thường xuyên phối hợp với nhà máy Z133 trong sửa chữa bảo đảm kỹ thuật cho các loại pháo. Đây là những hình ảnh được ghi lại trong quá trình bắn thử nghiệm dàn pháo phản lực BM-21 của Lữ đoàn pháo binh 454 quân khu 3 sau khi được nhà máy Z133 sửa chữa cụm nhóm chi tiết dàn pháo phản lực BM-21 của Lữ đoàn. Với nhiệm vụ huấn luyện hàng năm của lữ đoàn là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, thì hàng năm thì trong phục vụ để phục vụ tốt cho công tác huấn luyện, công tác sẵn sàng chiến đấu và đặc biệt là diễn tập bắn ở thời cuối năm, thì Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn chúng tôi luôn thường xuyên quan tâm đến công tác kỹ thuật, xác định đây là một cái nội dung quan trọng để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Và trong năm vừa qua thì được sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh khu và các cơ quan khu, đặc biệt là Cục Kỹ thuật quân khu, thì chúng tôi đã liên hệ mật thiết với nhà máy Z133 để xuống giúp lữ đoàn trong vấn đề chuẩn bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ bắn ở thật cuối năm cũng như là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hàng năm để đảm bảo kết quả tốt. Những năm gần đây, Biển Đông thường xuyên diễn ra những tình huống phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Cùng với lực lượng hải quân, cảnh sát biển là lực lượng nòng cốt chuyên trách quản lý an toàn trật tự và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam cùng các điều ước quốc tế trên vùng biển, thêm lục địa của Việt Nam, đồng thời là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân trên biển. Nhằm nâng cao khả năng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, được sự quan tâm của cấp trên, nhà máy đã phối hợp cùng công ty Hồng Hà lắp đặt hệ thống pháo 23 ly
trên tàu cảnh sát biển để đảm bảo cho cảnh sát biển có đủ điều kiện thực thi pháp luật trên biển. Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị thêm một số vũ khí để đảm bảo tự vệ và răn đe, đặc biệt là đối với một số pháo. Như chúng ta đã biết, trong thời gian vừa qua, đối với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam phối hợp được với rất nhiều nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài quân đội đối với công việc đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo hậu cần, đảm bảo các mặt khác. Trong đó thì đảm bảo cho hệ thống vũ khí của cảnh sát biển cũng là một vấn đề được ưu tiên hàng đầu để đảm bảo cho thực hiện chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Đối với nhà máy Z133 của Tổng cục Kỹ thuật, đây là một đơn vị với chức năng là cơ sở bảo đảm kỹ thuật. Trong thời gian vừa qua thì đã phối hợp rất tốt đối với cảnh sát biển Việt Nam trong việc đảm bảo công tác kỹ thuật, đặc biệt là công tác kỹ thuật quân khí cho lực lượng cảnh sát biển. Vượt khó vươn lên, tích cực nghiên cứu khoa học, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động nhà máy Z133 giờ đây đã sửa chữa được tất cả các loại súng pháo cùng rất nhiều loại khí tài quang học, thực hiện việc lắp đặt sửa chữa các loại súng bộ binh, vũ khí trên các tàu cảnh sát biển bằng các chi tiết, cụm chi tiết thay thế do nhà máy sản xuất. Đặc biệt là sửa chữa, nâng cấp hiện đại hóa vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng pháo binh. Phát huy truyền thống anh hùng của nhà máy làm công tác đảm bảo kỹ thuật súng pháo khí tài cho toàn quân, thì trong thời gian tới thì đảng ủy, lãnh đạo chỉ huy nhà máy chú trọng vào cái việc là nâng cao cái công tác quản lý kỹ thuật trong nhà máy. Thế thì phải thực hiện đồng bộ trên tất cả 8 nội dung của công tác quản lý kỹ thuật, trong đó là chú trọng tập trung vào phát triển cái nguồn nhân lực cho nhà máy, đó là cái lực lượng thợ, nhất là cái thợ, các cái thợ chuyên ngành. Thợ chuyên ngành ở đây thì súng pháo và khí tài thì là phải trước hết là phải xây dựng được cái kế hoạch huấn luyện kết hợp với các trường trong quân đội, cùng với cả cái sự kèm cặp thì nhà máy sẽ chú trọng tập trung vào cử lực lượng thợ nhà máy đi đào tạo ở các trường trong quân đội để bổ túc, rồi là bổ sung và nâng cao tay nghề. Song song việc đó thì ở nhà máy cũng sẽ tổ chức các cái lớp huấn luyện bổ sung cho các cái thợ chuyên ngành về vũ khí tài và huấn luyện nâng cao tay nghề cho các cái thợ chuyên ngành đó. Đối với cả một nhà máy vừa sửa chữa vừa sản xuất các vật tư phụ tùng đồng bộ thì nhà máy cũng sẽ tập trung vào chú trọng nguồn nhân lực, cái thợ gia công. Thợ gia công ở đây thì là trên cơ sở các thiết bị được đầu tư nâng cấp ở trong cái dây chuyền và cái dự án giai đoạn 2 thì nhà máy cũng sẽ là huấn luyện bổ sung, huấn luyện nâng cao tay nghề, tiếp cận các cái lập trình theo cái phần mềm mới đi theo máy để làm sao là người lao động của nhà máy nắm bắt, khai thác tốt được các cái thiết bị gia công công nghệ cao đã được đầu tư, từ đó tạo ra được cái sản phẩm vật tư phụ tùng súng pháo đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, thẩm mỹ, và bên cạnh đó cũng tham gia khai thác được có hiệu quả các cái thiết bị đó trong cái việc là tham gia sản xuất các cái mặt hàng cho bên ngoài dân sinh, vừa tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập cho nhà máy. Dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời, trực tiếp từ Tổng cục Kỹ thuật, nhà máy Z133 đã có bước trưởng thành mạnh mẽ, toàn diện. Khả năng trình độ sửa chữa, nghiên cứu, sản xuất linh kiện thay thế của đội ngũ kỹ sư, người lao động nhà máy ngày càng được nâng cao, đủ khả năng nhận và hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa các loại súng pháo cho các đơn vị trong toàn quân. Nhà máy Z133 là một cái nhà máy sửa chữa vũ khí, khí tài lớn nhất trong quân đội hiện nay. Để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong thời gian tới, thì về nhà máy cần phải tiến hành toàn diện và đồng bộ nhiều cái giải pháp
về xây dựng, về con người, về cơ sở vật chất kỹ thuật, về tổ chức, lực lượng. Nhưng đối với công tác chuyên môn thì nhà máy trong thời gian tới cần tập trung làm tốt cái ba cái nội dung chính như sau. Một là phải tập trung nghiên cứu và sản xuất được nhiều cái loại vật tư, chi tiết, phụ tùng thay thế cho súng pháo khí thải để cung cấp cho các cái đơn vị, các cái xưởng khu vực